Các bạn đến kênh YouTube mình nha, mình là Phụng đây. Hôm nay mình sẽ review các bạn nghe là món trà sữa tự pha nha các bạn. Đây, cái thùng là trà sữa hôm nay nha. Mình đã đặt trên đây đã, bây giờ mình sẽ bỏ lên bàn để mình khui hộp cho các bạn coi nha. Giờ mình sẽ khui nó ra nha các bạn. Ra nha, bây giờ mình sẽ bóc cho các bạn coi. Giờ mình mua trên Lazada các bạn, ba hộ trà sữa nè. Đây, cần có thùng lên. Đây là bao hương vị luôn nha. Đây toàn là tiếng bước mà mình không biết là gì nữa. Đây mình sẽ quay lại, mình sẽ quay lại các bạn coi. Đây các bạn, đây là ba ly trà sữa tự pha. Bao hương vị không? Cái này là chắc chắn là dâu nè, màu hồng này, chắc là nho á, màu xanh này mình không biết nha. Đây là tiếng Trung Quốc nè, mình mua trên Lazada các bạn. Bao hũ này là 75.000 hay sao á, 75.000 với tiền ship luôn là 90 mấy ngàn á. Hai mới giao cho mình nha, mình sẽ review các bạn coi. Cái này là xài rửa tự pha, trong đây là có đồ trong đây nè. Mấy đồ pha đây mình sẽ bắt nước, bây giờ chút mình pha các bạn coi nha. A few moments later. Nãy giờ nước sôi nha các bạn, mình đã cho cái bình nước nó sôi nè. Giờ mình sẽ lột này hôm nay ra, mình review hôm nay có cái gì nha. Giờ mình sẽ thử cái chắc là cái đường nho này đây. Bỏ ra cái đây nha. Em chính xác bạn coi như là để cái đường ống hút nó sao. Đây là cái bịch nãy mình mới lấy ra nè. Đây là cái này là cái gì mình không biết nha. Đây là cái ống hút này cũng không biết luôn. Đây cái này để vào một bên đi. Và cái ly thứ hai nha. Để đọc cái ly thứ hai ra coi hôm nay có gì. Cái ống này mà. Gì mà bọc cứng vậy chứ. Cũng vậy vậy ta. Cái này nhiều hơn. Bên này ít lại nhiều hơn nè. Bên này nó hai mặt cũng hơn. Cũng có cái này. Cũng có ngút. Cũng có cái này luôn. Nó ly hết rồi nha. Nó thơm. Cái này cũng thơm. Mà cái ly này thơm nè bạn. Rồi để mình thử cái này luôn coi. Thử ra trong đây nó có gì nè. Đặc biệt trong đây nè. Đó, có cái này nè. Dọc như này. Vậy. Ba hộp. Thì mình thử mình giờ mình sẽ làm một cái ha. Đây. Cái ống hút này giật ra được nè. Thì mình thử bấy một phía đi. Giờ mình thử ra bấy mở ra để chút lột. Mình thử thấy một cái hương vị trước nha. Bây giờ mình sẽ thử bấy cái ly nho này trước nha. Nho này ta. Chết rồi, không có cái nào luôn. Đây, cái này á. Này cho ngoài. Mình bỏ cái bình bọt này vô trước. Cho mình hướng dẫn nó coi. Thơm ghê bạn ơi. Thơm mùi vani á. Chết bọt vô nha. Thơm ghê. Bột nó chung mình là tím tím luôn. Cái này là gì ta? Lọc thử ra mới biết được. Nước trà sao không? Bỏ vô luôn thử. Bỏ này vô luôn thử nha. Nope. Đúng rồi. Trà chế sao? Thì mình chế nước vô này, chế nước vô để nhanh lên nó bị gì á. Chế nước vô nha. Chế đại luôn chứ không biết chế sao.
ly này thôi. Với lại nó nữa ly. Thử ly đầu tiên chắc không phải. Cái này là chắc là ăn trâu. Ăn ăn trâu vô. Đậu đỏ sao? Đậu đỏ các bạn ơi. Đậu đỏ. Cô lấy cái muỗng rồi. Đổ vô. Cái ly đầu tiên coi nó như thế nào. Nhắn là cái ly này mà không hút luôn. Chù, nó hút đã nha. Ừ, nhịp. Đấy. Đây là chú quay lại coi. Linh hai vậy trời. Đúng là lừa đảo luôn. Thơm các bạn ơi, thơm như sữa nè. Bạn nhìn này giống như ăn trâu không? Phải, ăn mùi vị giống ăn trâu không, nhưng mà không quá ăn trâu đâu. Trà sữa, cái này là đậu đỏ. Lừa. Trời ơi, tưởng mà trắng trâu mọi người. Đậu đỏ. Lừa đảo. Nó nguội đi, để nó nguội không? Béo thiệt á. Hôm nay nắp để chữ gì đây? Cái mũi tên đoạn biết chắc là để ống hút mà sao ta? Ống hút sao để? À, bấm cho nó lủng cái này xuống rồi nhét ống hút vô cái này bấm cái tết luôn cũng lủng. Này nó ấy rồi mà sao ông hơi lụm lụm các bạn. Đây. 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 Cái này ra. Bạn cái này ra là nhét ống hút vô nha. Rồi nhập sẽ phải cái này tan rồi. Đây. Ống hút xịt sò. Đậy cái nắp này lại ra. Đậy cái nắp này lại đi xong rồi chúng mình sẽ bỏ đá vô thưởng thức 3 ly cùng lúc luôn. Đây. Ống hút này. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Với mày đây một cái ly trà sữa đầu tiên. Đây đây, đây đây nha, đây là cái ly thứ hai, rút kinh nghiệm hơn cái ly đầu tiên. Để mình cho mình đổ về trước cái này chút thì đổ cuối cùng với cái này sẽ nào nha. Bây giờ mình sẽ quay, giờ mình sẽ quay cận cảnh ly trà sữa thứ hai các bạn nha. Rồi mình sẽ rút cái này mình sẽ rút kinh nghiệm hơn cái đầu tiên. Mình chế bột vô, xong mình chế nước mình phấy, rồi mình chế cái miếng trà vô sau. Mà giờ hai cái này lộn mình không biết cái nào của cái nào luôn, giờ sao? Mình thấy chắc cũng giống nhau á, màu đâu khác nhau đâu, rồi chế đại vô luôn nha. Rồi mình sẽ xé cái này ra trước, cái bịch này. Cái bịch này nó thơm không? Cái bịch này nó hơn mùi dâu. Bịch này, bịch dâu này không ăn cái bịch nho này mấy. Này chế vô. Thơm kiểu như cái mùi sữa mà cái sữa bò tươi mà hương vị của Vinamilk mà bị dâu các bạn. Cái bột này nghe mùi chan vô. À, đây rồi nè. Đậu đỏ, cái này là đậu đỏ nha. Ở trên Leda nó bán để này kiểu như là để như mình tưởng là trân châu vậy đó. Nhưng thật ra là đậu đỏ, cắn nó nghe mùi đậu đỏ liền các bạn. Này, để mình lấy một hộp cho các bạn coi. Để mình lấy một hộp cho các bạn coi nha. Ây, cái này là đậu đỏ nè. Đây là đậu đỏ như vậy là nhân châu nha. Mình sẽ chế vô. Chế này vô. Đó. Hình như nhân châu vậy á. Trong hút thiết kế rất là xịn luôn các bạn. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Này, lọc ra nè.
rồi mình cắn ra. Lọc ra nó như vậy. Cái thường nhét vô đây, nhét vô đây. Rồi. Đây ra, vị ra. Nghe không, vô không, xịn không? Nắp đó mà bạn gỡ gỡ cái này lên. À, cái này nhặn xuống, nhặn nặng này xuống là nó sẽ gỡ lên. Đó, đẩy vô đây. Xong giờ mình sẽ chế nước vô đây nha. Chế nước vô đây, mình ngồi lên. À, nước sôi nha các bạn. Nó rất là ngọt luôn. Mình sẽ chế là nửa ly này luôn á. Chứ nửa ly luôn. Mình chế này nửa ly mà uống còn vẫn còn nghe ngọt ngắt luôn. Bây giờ mình sẽ quậy lên. Quậy lên xong mình chế nước trà cho vô sau cùng mới coi. Đó, bây giờ mình sẽ quậy lên. Này như kiểu như phết sữa bột thôi chứ gì đâu. Không có gì. Quên chưa, uống thưởng thức bỏ đá vô nghe nó lạnh lạnh cái nó ngon. Cái nó nguội vô. 3 ly trà sữa. Cái thương hiệu là cái gì? Time 40 The Alia gì các bạn. The Alia gì đó. Mình không có giỏi tiếng Anh lắm nha, mình đọc nha. Nên là cái này là tiền tiếng Hồng Kông thôi. Hồng Lucy Yao Yang gì đó. Bây giờ nó tan hết bột nè. Ôi thơm, thơm ghê á. Bây giờ mình sẽ lột cái này ra. Này ra trong đây nó có nước nha, mình nên phải để đây, để chỗ này nè. Đó, mình lột cái nước nó dớt rớt đây luôn đó. Ôi, đó, bây giờ nó là hành trà đó. Thơm lên thơm. Các bạn thấy không? Đó, giờ sẽ quậy lên. Quậy lên nó tan cái nước ra. Ê, cái này nó mới là hành trà nè. Cái màu này hành, nó đậm hơn cái màu hồi nãy ở đây. Nào đây, nãy mình đổ ra đầu tiên á, nên nó không có ấy các bạn. Cái phần ở cuối đáy đó, còn cái phần lọt đến lại tới kia bằng ốc trâu á. Rồi. Thơm hơn cái này. Giờ mình sẽ đẩy nắp lại. Để nó múc ra. Đẩy cái nắp này lại nha. Xong mình sẽ làm cái ly cuối cùng luôn. Rồi. Đây, giờ đây là cái ly cuối cùng. Không biết cái này là hương gì nha. Cái này đã xong nè. Nhìn thấy chuyên nghiệp phải không? Thấy hai cái ly chuyên nghiệp phải không? Hai cái màu khác nhau liền. Cái màu này màu gì màu dâu nhưng mà nó không đậm phải sao? Để lúc đầu mà cái ly này mà đó chế cái bình trà là vô sâu cùng cái màu nó giống trà sữa hơn. Còn cái này là mình chế vô đầu tiên nè các bạn. Cái phần ở dưới đế cái đế còn đóng vậy nè. Là nó còn đóng vậy nè. Mình sẽ đợi mình sẽ quậy lên. Giờ nó đi cuối cùng. Cái cuối cùng mình sẽ quẩy nó. Xong mình sẽ review và mình sẽ thưởng thức thử coi nó có ngon không nha. Tính ra một ly này là mua 3 ly, 5 mấy ngàn, 7 mấy ngàn. Mình coi lại, mình để mình coi lại nha. Bạn nào muốn mua thì mình sẽ để lên sản phẩm ở dưới phần mô tả, các bạn vô các bạn mua về cũng thử nha. Theo mình thấy cũng ok á. Nhưng mà thất vọng cái này là cái bịch là bịch này là cái bịch đậu đỏ chứ không phải là bịch trà sữa trong. Thơm. Này như là vị táo. Táo quá bạn. Xem bỏ này vô là hết hành sữa luôn. Cái này đậu đỏ. Lắc các bạn. Nó không bệnh ra. Nghe nói ly thứ 3 là chuyên nghiệp rồi đó. Đây là phải nửa ly. Mấy
kỹ cái phần dưới đế các bạn, nhưng mà nó còn đóng như cái ly đầu tiên, không có tan. Xong rồi mình sẽ bỏ đá vô nổ thử nha. Tan ra giờ mình cái phần cuối cùng, bỏ cái nước trà vô. Mình thử nước trà này coi. Khó tả lắm, kiểu như chả bí đao vậy á, nước nó như là bí đao các bạn. Ba ly trà sữa trị giá 90.000 tương ship, phải giống cái dài dài á cho nó tính luôn. Chuyên nghiệp nha, thơm với trời. Vô ơi đây ở đỏ ba ly. Giờ mình sẽ vô mình lấy đá mình bỏ vô đây, mình thưởng thức cái món trà sữa này nha các bạn, coi nó có ngon không nha. Cái ly này chắc chắn là không ngon nè, vì lần đầu tiên hai ly chắc có thể là ngon, giống màu nghĩa ra màu đậm như đậm. Đây đây, đá đến rồi đây. Đây đá mình đã vô nhà đập đá rồi nha. Đập nước đá chứ mà đập đá các bạn. Để nhìn xuống đi, đập trước. Bỏ vô cái ly này đi. Bỏ vô cái ly đầu tiên phải nha. Giờ nắp ra. Mày chưa hút có dài ra nè. Cái ly này cũng bị dài, mình bậy cho nó đều đi. Vậy cho nó đều lên bạn. Bỏ đá vô chắc chắn nó sẽ ngon rồi. Thôi hay mình bỏ vô ba ly xong rồi uống mình thưởng thức cho nó nhanh ta. Bỏ đây. Đá vô. Đá bự dữ vậy. Đấy một đá sẫm hồn. Nó bự luôn. Trời ơi. Một ly trước nha, một ly trước nha. Đã phải. Đừng nắp dẫn nha. Đúng gì là phần này nọ lắm nha. Thấy không? Cũng rất kịp này nọ lắm nha. Đẹp thứ hai. Ly táo. Rồi, em trốn ra ngoài luôn luôn. Mình ra đây cuối cùng. Trời ơi rất đá mượt luôn. Hay là hơi bụng về một tí nha các bạn, bạn thông cảm. Hay là đi cuối cùng cho nó full đáy rồi luôn. Cái ly này thơm ghê. Đấy. Đấy. Rồi cho nó lạnh đi, lạnh đều 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 lên nha. Cái ly này chắc bỏ đầu tiên nó lạnh nè. Thưởng thức các bạn ơi, thưởng thức. Em sẽ thưởng thức các bạn nha. Chua lạnh, chua lạnh. Tạch chú đi. Nó chua lạnh lắm. Nó béo vậy á. Nó chua lạnh nè, cũng cảm giác nó béo các bạn. Nó cực kỳ luôn á. Nó mà ngán luôn á. Thế mình lại béo ngán luôn nha. Cái này phải chua đều quá. Ngán các bạn ơi. Nào ít miếng ngọt này, cái này hơi ngọt. Cái này hơi ngọt quá. Nó bậy cho nó đều lên nè. Nói chung uống được mà nó đều hơi ngọt. Cái này nó ngọt. Không nghe cái mùi. Không nghe mùi. Không nghe mùi dâu. Không, cái này là mùi nho, không nghe mùi nho các bạn ơi. Gừng ngán ngán. Không có lạnh hết luôn nha.
từ cho nó lạnh đi. Mình sẽ quậy cho nó lạnh phần dưới nha. Cái này nó đá ít quá, cái này nó còn nóng á. Nhìn xa như trà sữa chân châu được. Trà sữa đậu đỏ. Rồi trà sữa đậu đỏ nha. Chứ mà là chân châu 3 ly. 3 ly. 3 ly trà sữa đậu đỏ nè các bạn. Thấy tuyệt vời không? Wow. Thấy tuyệt vời không? 3 ly trà sữa nhìn nó hấp dẫn ha, nhưng mà uống vô chắc chắn là không chẳng đâu. Nhìn là biết rồi. Có đậu đỏ là nhìn là thấy không? Bây giờ hương thức đi. Nãy giờ nói cũng hơi nhiều rồi. Tại mình tưởng nó không lạnh liền mà mình nó còn đếm rồi, còn cảm giác nó còn nóng nóng nè. Mình uống với nước để mình review cho các bạn coi. Béo quá, béo quá các bạn ơi. Không có hút được cái, để mình cái mình hút cái miếng cái gì ta, đậu đỏ anh thử coi. Ăn chè á. Không biết miếng nào gọi là miếng ăn chè á. Mà nó béo. Này nó béo quá. Không ngon. Ly này không ngon. Uống đỡ thèm thì được chứ nó không ngon các bạn. Này cái này nè. Văng luôn. Ngon. Và cái ly thứ hai. Này không có nghe được, không biết là cái mùi gì luôn á. Chỉ biết cái mùi, nghe mùi chữ mùi vani thôi. Không có ra cái mùi dâu, mùi nho nhỉ. Rồi tại cái ly này mình thấy lúc đầu nó sai công thức hay không biết. Còn cái ly này nè, cái ly này chắc chắn đúng quá. Ra màu à. Đều lên là tắt á, nó đều lên không phân. Nhưng mà này được cái đứt ly đẹp. Ly này ngon. Mùi táo. Ly này ngon nè bạn. Nè bạn, cái ly này nãy mình phải đúng heo á. Mình chế bột vô trước. Xong rồi mình bỏ đậu đỏ vô, mình chế nước vô bảy xong cái hũ nhỏ nhỏ mình chế bỏ vô, cuối cùng mình sẽ ra cái mùi táo. Còn cái ly này mình chế sai nè nên nó không có nghe mùi gì hết á, nghe mùi vani thôi, mùi béo béo thôi. Cái ly này ngon các bạn. Được nhảy ra cái vị trà sữa luôn nè. Còn cái ly tiếp theo là cái ly cuối cùng. Không sao mình đánh giá rồi các bạn. Ly này nãy mình nghe cái mùi dâu. Mình lắc cho nó đều lên dưới đó. Ra mùi dâu bạn. Ly này cũng vậy luôn. Hai ly này phải ngon nè. Ly dở. Tại ly này phải xăng hay sao. Ly này ngon, hai ly này ngon. Hai cái ly này nó được, mấy này nó thiết kế được cái mấy cái ly đẹp nè. Em uống xong mình có thể dùng để dành mình chế nước ngọt rồi uống cũng sang lắm các bạn. Nó nhưng đúng nhìn nó sang không, cái ly nó rất là sang luôn nha. Nhìn có cái hút đẹp đẹp nữa, cặp hút ngầu quá. Chung là cái này ở nhà tự phải uống ngon, nhưng mà phải các bạn là phải á, bạn mua thêm mà kiểu như bịch thạch dừa, bịch cái mấy cái thạch mà đủ màu á để người ta bán cái sữa, bạn mua về bạn đổi đây mình uống, bỏ bịch đậu đỏ đi. Rổ vô người nhai như bạn chè á. Không ngon. Cuối cùng thì hai cái ly này, mấy cái ly này cũng ok. Còn cái ly này không ok nha. Đây cái ly này phải ba công thức. Ly này kêu đầu tiên, đi trải nghiệm. Đây ly này ra nghe mùi nè. Cái sổ nè. Cái ly này rất là béo luôn. Hai cái ly này nó cũng béo nhưng mà nó không có béo bằng cái ly này. Mình một mai là mình chế nước lên tới đây luôn nha. Mình chế nước lên cái mực xanh xanh này luôn á. Mấy cái mực này nè. Mà vẫn còn nghe cái mùi béo á. Các bạn nào mà chế ít rồi, đúng dữ lắm luôn.
Rồi, nếu các bạn nào muốn thử thức cái món trà sữa này thì mình sẽ để cái link sản phẩm ở dưới phần mô tả, các bạn có thể lên mua về thưởng thức nha. Thì mình sẽ đưa các bạn tới đây thôi. Rồi mình xin phép với bye các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để ra nhiều clip tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.